hàng xóm, tất cả mọi người xung quanh cũng đều rất tự hào về em, cũng như là cả cái xã Hồng Kỳ đấy. Bởi vì chỗ em thì chưa có ai được đi đóng phim bao giờ cả, thế cho nên là mọi người cũng rất là tự hào. Bản thân em là một người cực kỳ sợ độ cao và em cũng không dám đứng lên để làm ý chị. Thế là xong có mọi người đứng đấy, mọi người an ủi, mọi người động viên là thôi cứ quay đi, có cái gì đâu mà phải sợ. Mới đầu cái cảnh đầu tiên thì là vẫn chưa có cái tấm đệm để chắn. Mãi xong thì mới có cái tấm đệm để chắn để em kiểu va vào ấy chị. Va vào sẽ không bị thương. Đại từ thì đấy là một cái khuyết điểm của em. Bởi vì là trước khi đóng cái bộ phim này ấy chị, là lúc đấy em còn đang bị ngọng L với N cơ. Đó thì xong qua một cái khóa học của cô Hằng ấy ạ, cô dạy em thì nói chung là cũng đã đỡ hơn rất là nhiều lúc trước rồi. Lương của em là đây ạ.